Bản lĩnh ngôi sao, một game show vui nhộn và hài hước. Xin chào, Nguyễn Khải xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Bản lĩnh ngôi sao, nơi để những ngôi sao đến từ mọi lĩnh vực hội tụ thông qua các màn tranh đấu. Tất cả phải thể hiện bản lĩnh của một ngôi sao. Ông đem mặc cái bộ đồ gì mà xẻ lại vậy? Cái áo này của em là đặt may đó anh. Dạ. Chứ bình thường không có sai. Hòa nhã dễ sợ. Hòa nhã mình kiểu mình khiêm tốn á. Nên cái châm ngôn của tụi em là thắng, thắng nữa, thắng mãi. Hello à, hello à. Nhân tố tạo nên tiếng cười bởi những chiêu trò không hồi kết. Trời ơi, tiếp tục, nhanh lên. Chạy đi. Chạy đi. Lẹ lên, lẹ lên. Chặn nó lại. Ủa thắng rồi. Ủa thắng rồi. Mọi người ơi, là game trí tuệ. Tất cả phải thể hiện bản lĩnh của một ngôi sao với các thử thách trong mọi tình huống. Ở còn chọn anh hồn, chạy. Cố lên. Nó trở lại kìa. Cố lên. Thành sao? Cố lên. Hãy cùng thư giãn và cười thẳng ra tại chương trình Bản lĩnh ngôi sao, được phát sóng vào lúc 19h15 tối thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.